chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Vâng, màu áo xanh thắng ở trận đấu này, anh Quân chủ nhiệm Kim Sơn sẽ thưởng nóng đội áo xanh 1 triệu đồng. Qua đang theo dõi trận thi đấu ở giải 2 giữa lô Vũ Văn Xưởng của Quế Võ mang đai xanh khối đỏ gặp đô Phan Văn Tân của trường Đại Quảng Thao Từ Sơn Bắc Ninh mang đai đỏ khối xanh. Tắt cái đèn led đấy, đèn led cũng đang đèn led. Tắt cái đèn nét đi. Chói mắt, chói mắt, chói mắt. Hai đấu chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Trận đấu tiếp tục. Quý vị và các bạn đang theo dõi các trận thi đấu. Hai đô và giữa sới công bố kết quả. Trên công bố kết quả các vật giải 2 vừa qua, Vũ Văn Xưởng với vỏ khô đỏ đã nhị thắng. Chúc mừng đô Vũ Văn Xưởng của Quế Võ Bắc Ninh nhị thắng giải 2 và giành chiến thắng xuất sắc trước đô Phan Văn Tân của trường Đại Thể Thao Từ Sơn Bắc Ninh. Một lần nữa xin chúc mừng đô Vũ Văn Xưởng. Hiện nay giải 3 đô Thành Tân Vĩnh Phúc đã chấp thắng đem về sân